Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Và tiếp tới đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi với Ngọc Đăng Thanh. Thưa quý vị, hàng chục người ngoại quốc vác bao cát đắp đê giữ bờ biển Hội An. Báo tuổi trẻ vào ngày 24 tháng 10 đã loan tin vài ngày trở lại đây, hàng chục người ngoại quốc đến từ các quốc gia Anh Quốc, Hoa Kỳ, Úc đã cùng với người dân Việt Nam xúc cát đóng bao, đẩy xe rùa mang ra đắp đê bao bờ biển An Bàng ở Hội An, tỉnh Quảng Nam để ngăn sóng. Là một trong những người tham gia đắp bờ bao chắn sóng, vợ chồng của ông Trô quốc tịch Hoa Kỳ cho biết vợ chồng ông cùng nắm tay với người Hội An đi giữ biển với ông Trô Hội An là thành phố quá đặc biệt nên nếu như bờ biển bị hư hại do biến đổi khí hậu thì sẽ giảm đi rất nhiều sự hấp dẫn ông Trô và vợ của ông là bà Christine, giáo viên thể hình tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2020 vợ chồng của ông qua Việt Nam đi du lịch nhưng do dịch nên đã ở lại Hội An cả hai vợ chồng đều hay ra tắm biển An Bàng nên cảm thấy lo lắng khi thấy sóng lớn đánh vào làm tan nát bờ biển. Cũng giống như vợ chồng của ông Joe, những ngày vừa qua, ông Peter đến từ Úc đã cùng với nhiều người dân Hội An chung tay đắp bờ bao cho cho biển. Ông nói rằng việc đi loanh quanh đâu đó thăm viếng uống cà phê với ông không có ý nghĩa bằng việc đắp đê ngăn sóng. Cũng đến từ Úc là bà mươi 46 tuổi, kể rằng vào tối 19 tháng 10, bà thấy hàng trăm người ngoại quốc đang sống ở Hội An lên mạng xã hội kêu gọi nhau ra bờ biển An Bàng vác bao cát cùng với người dân đắp đê bao cho nên bà đã hưởng ứng tham gia. Cũng như nhiều người khác bao đi đã làm từ sáng cho đến tối và cảm thấy ăn ngủ rất ngon vì mệt sau mỗi ngày đắp đê. Facebook hỗ trợ Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm duyệt thông tin trực tuyến thưa quý vị. Theo như một bài viết của hai tác giả David Sclow và Sashank Bengali trên báo Los Angeles Times ngày 22 tháng 10. Công ty Facebook đang hợp tác chặt chẽ với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm duyệt các bài viết của giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam trên nền tảng của mạng xã hội Facebook. Theo đó, dầu cho Facebook và người sáng lập Mark Zuckerberg cho biết là quan điểm bảo vệ quyền tự do ngôn luận trừ những trường hợp chẳng hạn như là khi kích đi cách động bạo lực Tuy nhiên, ở Việt Nam, Facebook thường hạn chế các bài đăng mà nhà cầm quyền cộng sản cho là nhạy cảm hoặc là vượt quá giới hạn. Theo như hai tác giả này trong vài năm gần đây, Facebook đã liên tục kiểm duyệt tài khoản của những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam với mục đích nhằm cố gắng xoa dịu nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội trước lời đe dọa đóng cửa Facebook nếu như không tuân thủ. Facebook thường hạn chế các bài đăng và người dùng vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hoặc là luật địa phương. Thưa quý vị, các đài đăng thuộc nhóm sau bị chặn ở quốc gia mà chúng bị cho là bất hợp pháp nhưng vẫn có thể truy cập được ở những nơi khác. Việt Nam là thị trường tăng trưởng chính của Facebook. Công ty này kiểm soát hơn 40% thị trường quảng cáo kỹ thuật số trị giá 760 triệu Mỹ Kim của Việt Nam, mặc dù không có văn phòng hoặc là nhân viên toàn thời gian trong nước. Một số chuyên gia cho rằng mục tiêu của Facebook ở Việt Nam là duy trì dịch vụ ở một số quốc gia có dân số gần 100 triệu và thống trị thị trường internet tiêu dùng để không cho các đối thủ cạnh tranh có thể chen chân vào. Và trong khi đó thì các thông điệp của chính phủ Anh Quốc không ngăn được người di dân Việt Nam cố gắng đến Anh một cách bất hợp pháp. Sau khi thảm kịch 39 người di dân Việt Nam thiệt mạng trong một container khi đang ở trên đường đến Anh Quốc xảy ra vào tháng 10 năm 2019, nhiều chiến dịch mới đã được thực hiện nhằm khai thác cảm xúc mà thảm kịch tạo ra để giúp mọi người nhận thức được những rủi ro của việc vượt biên trái phép đến vương quốc anh các thông điệp này giả định rằng nhận thức tốt hơn có thể làm giảm lượng người di dân nhưng trên thực tế lại phức tạp hơn và do đó những chiến dịch cũng không đem lại nhiều sự thay đổi theo tờ the conversation đưa tin khi người dân quyết định ra đi họ không hẳn là thiếu ý thức về những rủi ro mà họ cân nhắc về những cơ hội có thể đạt được một nguyên nhân chính là do người dân tại các vùng nông thôn việt nam thiếu cơ hội về phát triển kinh tế và xã hội do vậy việc đầu tư vào các điểm nóng di dân của người việt nam hỗ trợ những người trở về đang gặp khó khăn trong việc xây dựng lại sinh kế mở ra con đường di dân hợp pháp và an toàn đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ thị trường việc làm ở anh mới là những ưu tiên thực sự để giúp ngăn chặn thảm kịch tái diễn cố gắng hù dọa những người mơ về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ không phải là một chiến lược bảo vệ hiệu quả. Tiếp theo là bản tin liên quan đến chính quyền Thao Yuan bắt giữ nghi can buôn ma túy từ Việt Nam. Thưa quý vị, từ ngày hôm thứ Bảy 24 tháng 10, thì ba công dân Việt Nam đã bị tình nghi buôn bán ma túy, đã bị chính quyền Thao Yuan bắt giữ tại một quán bar địa phương và 100 người khác bị đưa đến thẩm vấn vì nghi ngờ sử dụng ma túy. Cảnh sát cho biết là ba nghi can trên bị phát hiện mang theo ma túy đóng gói trong gói cà phê cũng như là ketamine và polymethyl methacrylate gọi tắt là PMMA, một loại chất kích thích có tác dụng gây ảo giác. Đài CNA đưa tin rằng, khoảng 122 khách hàng có mặt tại quán bar, trong đó 108 người Việt Nam và 14 người Đài Loan đã bị cảnh sát đưa đến để thẩm vấn vì các nhân viên cũng tìm thấy nhiều loại ma túy khác nhau trên bàn của họ. Những người này đã trải qua các xét nghiệm nước tiểu để xác định xem họ có sử dụng chất gây nghiện hay không nhưng cho đến tối ngày thứ Bảy vẫn chưa có kết quả. Theo như văn phòng công tố quận Taoyuan, quán bar trên nằm trên đường Zhongzheng North, quận Luzhu là nơi lui tới phổ biến của những người lao động nhập cư trong khu vực. Và hôm 1 tháng 9 2020, thì quán này đã bị đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tháng do cảnh sát phát hiện có ma túy nhiều lần trong các cuộc kiểm tra bất thần. Chủ quán có thể bị kết tội lơ là kiểm soát, không thực hiện nghiêm ngặt môi trường không có ma túy và bị phạt tới 1 triệu đài tệ hoặc là nghiêm trọng hơn là bị đóng cửa. Tin tiếp theo, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Sài Gòn đóng vai trò quan trọng trong cuộc tranh cử khu vực 48 California. Ông Tâm Nguyễn, nhà đồng sáng lập Advanced Beauty College cho biết, ông chưa bao giờ thấy nhiều nỗ lực bầu cử được nhắm đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt như trong cuộc đua của khu vực 48 năm nay lá phiếu của người Mỹ gốc Việt hiện có ý nghĩa quyết định đối với chiến thắng trong cuộc cạnh tranh sát nút giữa ông Holly Ruda, dân biểu dân chủ đương nhiệm và bà Michelle siêu một thành viên của đảng Cộng Hòa, đồng thời là một giám sát viên quận Cam. Cả hai ứng cử viên đều đang cố gắng thu hút sự chú ý của cộng đồng Lido Sài Gòn, với ước tính lên đến 200.000 người. Theo như tờ OA đưa tin, thì các nhà phân tích cho biết rằng ông Ruda đang có lợi thế hơn nhưng ngay cả chiến dịch vận động của ông cũng chỉ có tỷ lệ chiến thắng cuộc nhỏ. Điều này đã chuyển trọng tâm sang cử tri người Mỹ gốc Việt với việc Ủy ban Vận động Quốc hội Dân Chủ đã tung ra quảng cáo bằng tiếng Việt đầu tiên nhắm đến bà Steele trên một đài truyền hình Việt ngữ cấp quốc gia tại Hoa Kỳ. Bà Steele đã đưa ra quảng cáo riêng với sự ủng hộ từ các chính trị gia nổi tiếng, từ Lý đô Sài Gòn bằng tiếng Việt Cả hai ứng cử viên cũng nêu bật lên các vấn đề quan trọng ở Little Sài Gòn như hỗ trợ các tiểu thương mở lại các tiệm neo. Ông Tâm Nguyễn cho biết ông đánh giá cao sự hỗ trợ của hai ứng cử viên và đặc biệt là sau khi thống đốc Gavin Newsom đưa ra tuyên bố không có cơ sở về trường hợp coronavirus đầu tiên lây lan trong cộng đồng ở California bắt nguồn từ một tiệm neo. Một lần nữa chúng tôi sẽ được phép tạm ngưng phần tin tức và sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ lại trở lại để gửi tới quý vị những bản tin phóng sự cộng đồng. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.